Khớp cắn ngược là gì? Nguyên nhân và cách điều trị. Thế nào là khớp cắn ngược? Khớp cắn ngược hay còn gọi là móm được xếp vào dạng sai khớp cắn loại 3. Biểu hiện của hiện tượng này là hai hàm răng không có tương quan khớp cắn đúng ở vị trí hàm trên phủ ngoài hàm dưới, mà hàm dưới lại nằm ngoài hàm trên, cằm đưa ra ngoài nhiều hơn. Trẻ cười chỉ lộ răng hàm dưới mà không hề thấy răng hàm trên. Với trẻ nhỏ, tình trạng khớp cắn ngược có thể xuất hiện từ giai đoạn bắt đầu thay răng. Vì thế, ở giai đoạn răng của trẻ chưa phát triển hướng mọc đúng, cha mẹ hãy theo dõi sát sao để kịp thời phát hiện sự sai lệch cần điều chỉnh. Có hai loại khớp cắn thường gặp. Một, khớp cắn ngược do răng hàm dưới mọc lệch hoặc mọc sớm hơn hàm trên, chìa ra bọc quanh răng hàm trên, trong khi xương hàm trên ở trạng thái ổn định. Hai, khớp cắn ngược do xương hàm dưới phát triển mạnh hay xương hàm trên phát triển kém so với xương hàm dưới, gây ra tình trạng hàm dưới đưa ra trước nhiều và phủ ngoài hàm trên. Về khoa học, sự tăng trưởng của xương hàm trên sẽ kết thúc ở giai đoạn dậy thì từ 11 đến 13 tuổi. Trong khi đó, xương hàm dưới hoàn toàn phát triển muộn hơn khi trẻ được 15 đến 18 tuổi. Vì thế, xương hàm trên sẽ được điều chỉnh trong giai đoạn từ 6 đến 11 tuổi. Trước giai đoạn dậy thì sẽ giúp con khắc phục hoàn toàn tình trạng khớp cắn ngược. Nguyên nhân gây khớp cắn ngược. 1. Yếu tố di truyền. Cấu trúc, sự phát triển xương hàm, thứ tự răng mọc phụ thuộc lớn vào yếu tố di truyền. Theo đó, trẻ có thể di truyền từ người thân, giống các đặc điểm sai lệch như răng mọc lệch lạc, hàm trên ngắn hơn, hàm dưới phát triển nhanh gây ra khớp cắn ngược, móm xương. 2. Yếu tố môi trường. Một số yếu tố môi trường khi còn nhỏ khiến tình trạng khớp cắn ngược càng nghiêm trọng hơn, như thói quen thở bằng miệng, đường thở của trẻ bị tắc nghẽn do viêm VA, hay bệnh đường hô hấp, trẻ thở mũi khó chuyển sang thở miệng, khiến xương hàm trên kém phát triển, hoặc vị trí lưỡi của trẻ đặt không đúng, tật đẩy lưỡi ra phía trước khiến xương hàm dưới phát triển hơn xương hàm trên. 3. Do chấn thương. Tình trạng xương hàm bị gãy nhưng không được phẫu thuật, điều trị và chăm sóc lành thương đúng cách cũng dẫn đến khớp cắn ngược.